bơm nước Thuận Hiệp Thành. Trang web của bên mình là bơmnước.vn. Ngoài theo dõi cái kênh này thì mình có thể tham khảo tất cả các sản phẩm bên mình qua trang web bơmnước.vn của bên Thuận Hiệp Thành. Trước mặt mình đây là sản phẩm máy bơm chiều nước thải của hãng Caro. Series là V. Đối với cái sản phẩm này là có công suất là một ngựa, mã là V752. Và đối với cái dòng V này là bên mình là dòng phân khúc có giá rẻ, nó thích hợp để sử dụng dân dụng, đó là mình bơm nước thải trong sử dụng trong gia đình. Bởi vì là cái dòng V này là có giá thành rẻ nên nó phù hợp với lại những cái yêu cầu mà khi mình nhu cầu sử dụng ít, ví dụ như là trong gia đình thì khi mà có nước ngập hoặc là cần mà phải bơm nước trong ao hồ ra thì mình mới sử dụng bơm này, nên cái thời gian sử dụng liên tục nó không bằng những cái sản phẩm khác, nhưng mà chất lượng nó cũng rất là tốt. Về phần cấu tạo của máy bơm V752 này thì nó cái phần thân giữa này cũng bằng inox không bị ăn mòn, và phần đầu bơm cũng như là phần chân bơm là bằng gang, nên là cấu bơm rất là chắc chắn. Và phần chân của bơm là dạng chân kiềng, nó cũng có thể là dùng để bơm được vùng lõn trong các ao hồ. Về cái ứng dụng của dòng này đó là bơm thoát nước ngập trong gia đình hoặc là bơm thoát nước ao hồ mương cống rãnh, nhưng mà nhớ là mình sử dụng không có liên tục và không thường xuyên thì mình sử dụng bơm này được. Về ưu điểm nữa đó là giá thành rất là rẻ, là giá đối với cái bơm này có công suất là một ngựa, giá bán lẻ của bơm mình chỉ có 2,4 triệu, và đối với các cửa hàng đại lý, các công trình thì giá nó sẽ bên mình sẽ có một chiếc khấu tốt hơn và các chính sách hỗ trợ kèm theo. Thì những cái chính sách này thì mình vui lòng liên hệ với kinh doanh bên mình để được biết thêm chi tiết. Đối với cái đây là công suất một ngựa thì bên mình còn có hai mức công suất nữa là 1,5 ngựa và 2 ngựa, thì về hình dáng cấu tạo của bơm cũng giống nhau, mà cái chỉ khác là công suất lớn thì cái xác của nó lớn hơn, và bơm này mình cũng có cái tay cầm để mà mình dễ dàng di chuyển bơm. Nhưng mà vì cái, như hồi nãy mình có nói là vì thiết kế của bơm là bằng inox và phần gang nên là cái trọng lượng nó cũng tương đối là nặng. Và ưu điểm nữa đối với cái dòng này đó là lưu lượng rất là cao, lưu lượng tối đa của bơm này ngay họng xả theo như thông số niêm yết là tới 300 lít trên phút, và cột áp tối đa bơm cao lên được là 4 mét, nên là cái bơm này là nó rất là mạnh, và bên mình là bảo hành 6 tháng. Và mình lưu ý là cái họng xả của bơm này là 60 cm, là 2 inch, do đó là khi lắp bơm thì tốt nhất là mình lắp với cái ống 2 inch để cho mà lưu lượng được đạt tối ưu 2 inch trở lên. Còn mình kho hạn chế là bớt ống, ví dụ như mình giảm 49 vẫn được, nhưng mà lưu ý là cái thời gian sử dụng liên tục của mình không được quá dài, tại vì nó dễ dẫn đến quá tải và sẽ làm giảm tuổi thọ của máy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm máy bơm Shimano dòng giá rẻ của bên mình. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để được theo dõi thêm những cái sản phẩm mới của bên mình. Thì hàng tuần là bên mình đều có giới thiệu những cái sản phẩm bên mình đang cung cấp. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại.